Quý vị đang xem chương trình thời sự nóng nhất, mới nhất. Chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Xin chào quý vị và các bạn khán giả thân yêu của tin mới. Các bạn thân mến, trong các loại vũ khí hiện đại phục vụ cho các xung đột hoặc khi chiến tranh xảy ra, chúng ta có thể kể ra rất nhiều loại vũ khí hiện đại. Tuy nhiên, dù áp dụng lối đánh nào, pháo tự hành với sự cơ động và dễ phổ biến, cách sử dụng đã và đang là một dòng vũ khí không thể thiếu. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng tin mới tìm hiểu xem pháo tự hành là gì và tại sao Việt Nam có thể chế tạo ra một loại pháo tự hành mới khiến cho cả thế giới nể phục đến như vậy nhé. Pháo tự hành là một giải pháp hiệu quả mang lại sự cơ động cho pháo binh. Khái niệm này còn bao hàm cả các loại lựu pháo và pháo phản lực. Pháo tự hành có tính cơ động cao nhờ việc sử dụng hệ thống khung gầm bánh xích và khung gầm bánh lốp. Loại pháo này được sử dụng để hỗ trợ hỏa lực tầm xa trên chiến trường. So với nhiều loại vũ khí khác, pháo tự hành có rất nhiều ưu điểm mà từ trước đến nay quân đội nhiều nước luôn muốn sở hữu chúng trong quân đội của mình. Thứ nhất, bởi pháo tự hành có độ linh hoạt cao, đạt được tầm bắn xa, thay vào đó là hỏa lực rất mạnh. Thứ hai, pháo tự hành có thể được lắp đặt dễ dàng, ít vốn chi phí và đặc biệt có độ sát thương cao. Chính những tính năng này đã làm cho pháo tự hành trở thành một trong những loại vũ khí mà bất cứ quân đội nào thời hiện đại cũng muốn được sở hữu. Nắm bắt được sự cơ động và hiệu quả cao của pháo binh tự hành, Việt Nam với đội ngũ nhà máy Z751 đã nghiên cứu và chế tạo một loại pháo mới mang tên PTH-85D44VN18. PTH-85D44VN18 là tên của một trong những khẩu pháo tự hành mới nhất cho nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam phát triển thành công trên cơ sở kết hợp ưu điểm của hai dòng vũ khí từ Liên Xô gộp chung vào một. Đây là một ví dụ về sự kết hợp tuyệt vời, việc sử dụng hợp lý các loại vũ khí có sẵn trong kho vũ khí của quân đội Việt Nam để đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại. Vấn đề nghiên cứu thiết kế, chế tạo, tích hợp một tổ đội pháo mặt đất trên xe cơ động được nhiều nước có nền công nghiệp quốc phòng đầu tư nghiên cứu từ lâu. Đây được xem như là một xu hướng tất yếu nhằm nâng cao sức mạnh pháo binh của các nước chống lại các cuộc tấn công bằng vũ khí công nghệ cao. Thế nên có thể nói pháo tự hành là một phần xu hướng toàn cầu. Gần đây, nhiều quốc gia rất chú trọng việc phát triển những hệ thống pháo tự hành bánh lốp và Việt Nam ta cũng không nằm ngoài xu hướng phát triển đó. Không những vậy, Việt Nam ta còn tối ưu hơn khi sử dụng các mẫu thiết bị và vũ khí đã có sẵn nhằm tiết kiệm được nguồn chi phí mà vẫn có hiệu quả tối ưu. Mới đây, trên báo Quân đội Nhân dân đã đăng tải một phóng sự, trong đó có sự xuất hiện công khai lần đầu của tổ hợp pháo tự hành bánh lốp, cái tên gọi là PTH-85VN18, được nhà máy Z751 nghiên cứu tích hợp. Tổ hợp pháo tự hành PTH-85VN18 hay pháo tự hành 85mm Việt Nam năm 2018 là tên gọi chính thức của loại pháo tự hành bánh lốp mới này. Hệ thống sử dụng khung gầm xe tải Việt dã Geran 4320666 và tích hợp một pháo chống tăng D44 cỡ nòng 85mm. Có thể thấy thùng hàng của Geran 375D được thay thế bằng sàn công tác lắp bệ pháo D44 80mm cùng một cabin nhỏ phía trước có thể là nơi chứa đạn dược. Tổ hợp này có trọng lượng là 14.150kg với khả năng vượt dốc đứng khoảng 50 độ, có thể lội nước sâu 0,7m. Thời gian chuyển trạng thái từ hành quân sang chiến đấu là 5 phút. Đồng thời, tổ hợp này còn được sử dụng một hệ thống thủy lực với hai chân trống. Điều này giúp cho pháo ổn định rất tốt khi bắn. Pháo D44 85mm là vũ khí chính của tổ hợp, hiện đang có trong biên chế pháo binh của đội ta. Chúng vốn là pháo dã chiến cấp sư đoàn, được nước bạn Liên Xô sản xuất vào thập niên 40 của thế kỷ trước và hiện vẫn còn một số quân đội sử dụng cho đến ngày nay. Loại pháo này cũng đã lập rất nhiều chiến công hiển hách trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, với thành tích bắn cháy nhiều tàu chiến của địch. 1,72 tấn chính là trọng lượng của pháo D44, kíp chiến đấu 6-8 người với tốc độ bắn cực cao có thể đạt 20 phát trong vòng 1 phút, tầm bắn tối đa là hơn 15.000m và tầm bắn thấp nhất là hơn 1.000m. Việc sử dụng đạn pháo nổ hết loại BK-2M trong tầm bắn 1.500km giúp loại pháo này vẫn có thể xuyên phá 300mm thép siêu tốc. Đầu nòng của pháo đạt 1.030m/giây. Trước đó, Việt Nam cũng đã từng tích hợp thành công loại pháo D44 85mm lên xe thiết giáp bánh xích M548 chiến lợi phẩm của Mỹ. Pháo D44 được sử dụng để tiêu diệt tất
cả các mục tiêu từ xe bọc thép, công sự, bộ binh cho đến phòng thủ bờ biển với tầm bắn tối đa là hơn 15 km. D-44 dù được đánh giá là có uy lực và sức công phá lớn nhưng khả năng cơ động lại kém, dễ bị vô hiệu hóa trong môi trường chiến tranh hiện đại. Việc tự hành hóa pháo D-44 lên xe tải giúp tính cơ động được đảm bảo ngụy trang, rút ngắn thời gian triển khai và thu hồi pháo, làm tăng khả năng sống sót của trang bị, đồng thời còn duy trì và nâng cao tính năng kỹ chiến thuật cùng hiệu suất chiến đấu so với loại chiếc xe kéo nguyên thủy. Tích hợp pháo D-44 từ xe bánh xích sang xe bánh lốp nhằm nâng cao hơn nữa tính cơ động và khả năng việt dã, dễ triển khai, dễ bảo trì, bảo dưỡng của tổ hợp. Rõ ràng, thời gian gần đây, Việt Nam đã tích cực nghiên cứu tích hợp các loại pháo mặt đất lên xe tải nhằm nâng cao tính cơ động và hiệu quả của chúng. Đây là điều vô cùng đáng mừng, một bước tiến đáng kể của nền công nghiệp quốc phòng nước nhà. Trong cuộc phỏng vấn của chuyên gia Nga về các hệ thống pháo binh lưu ý rằng, cỡ nòng 85mm chiếm vị trí vàng giữa các khẩu pháo tự động như 30-57mm và trên 100mm trên một vài phương tiện chiến đấu, chẳng hạn như BNP-3 của Nga. Câu hỏi được đặt ra là liệu pháo binh Việt Nam sẽ sử dụng loại đạn nào là chủ yếu cho pháo tự hành PTH-85VN-18? Liệu rằng pháo tự hành mới có thể được trang bị một hệ thống ngắm và hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại nhất không? Pháo D-44 có tốc độ bắn khá tốt, đạt 15 phát trên 1 phút, thế nên các chuyên gia cũng đã phát triển nhiều loại đạn cho nó như đạn phá mảnh, đạn xuyên giáp, đạn dưới cỡ nòng và đạn tự hành. Cũng theo các chuyên gia này, hiệu quả của việc sử dụng pháo tự hành Việt Nam chống lại các thiết bị quân sự hiện đại phụ thuộc phần lớn vào các loại đạn và trình độ của bộ đội pháo binh. Để có thể chống lại các loại xe tăng chủ lực được trang bị giáp phản ứng nổ, khẩu pháo này phải bắn thẳng vào sườn xe, bằng cách này mới có thể tiêu diệt được những chiếc xe tăng. Ngoài ra, chuyên gia Nga cũng lưu ý thêm, mặt khác, pháo tự hành của Việt Nam sẽ hoạt động rất hiệu quả trong việc chống lại các phương tiện bọc thép hạng nhẹ, xe chở quân bọc thép và xe chiến đấu bộ binh, súng cối cùng nhiều hệ thống pháo bắn loạt tên lửa dẫn đường chống tăng, hệ thống phòng không. Đối với Việt Nam, một quốc gia biến nhiệm vụ quan trọng là đảm bảo phòng thủ bờ biển, cung cấp vùng biển lân cận. Chuyên gia Nga đánh giá, cơ cấu pháo tự hành bao gồm một khẩu pháo D-44 đặt trên khung gầm xe tải sẽ hữu ích để giải quyết nhiệm vụ này. Hiện nay có nhiều hệ thống pháo binh, phòng thủ bờ biển trên khung gầm xe, ví dụ như tổ hợp pháo bờ biển di động 130mm của Nga. Thế nhưng nếu có kính ngắm hiện đại thì ngay cả khẩu pháo 80mm cũng có thể chống lại các tàu bọc thép, tàu đổ bộ của đối phương. Thêm nữa, chống lại con tàu ở cách xa bờ biển, tầm bắn tối đa của D-44 lên tới 15km. Ngoài ra, pháo tự hành còn có thể sử dụng để chống lại các phương tiện bọc thép đang lên bờ, xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh và chống lại lính đổ bộ từ phía đối phương. Tính đến tất cả những điều chia sẻ trên, chuyên gia Nga đã đưa ra kết luận pháo tự hành PTH-85VN-18 là hệ thống vũ khí sẽ cực kỳ hiệu quả trong hành động quân sự và thật ngạc nhiên khi Việt Nam chế tạo thành công loại pháo này. Đây sẽ là một vũ khí nguy hiểm trên chiến trường, sẽ khiến đối phương gặp nhiều tổn thất. Trong khi Việt Nam nghiên cứu chế tạo thành công PTH-85VN-18, thì Trung Quốc, đối thủ nguy hiểm của Việt Nam, vẫn chỉ loanh quanh với thành công của pháo tự hành SH-3. Đáng kể, pháo tự hành SH-3 thành công nhất của Trung Quốc cũng chỉ là hàng nhái khi có rất nhiều chi tiết được sao chép lại từ khẩu pháo D-30 của anh bạn Liên Xô trước đây, đặc biệt là chi tiết nòng pháo. Từ cuối những năm 2000, pháo tự hành SH-3 đã được sản xuất hàng loạt, chúng kế thừa những gì tinh túy nhất từ phiên bản trước đó của Trung Quốc. Mẫu Type 89 cỡ nòng 122mm, pháo có trọng lượng 24,5 tấn, dài 6,6m, rộng 3,23m và cao 2,5m. Khẩu lượng pháo này sử dụng cỡ nòng 122mm và được trang bị một khẩu súng máy 12,7 ly trên nóc xe. Thực chất, khẩu pháo lựu WZ-322 có rất nhiều chi tiết được sao chép lại từ khẩu pháo D-30 của Liên Xô trước đây, đặc biệt là chi tiết nòng pháo. Nòng pháo của nó có khả năng bắn với tốc độ tối đa khoảng 6-8 viên mỗi phút. Tầm bắn tối đa của khẩu pháo cỡ nòng 122mm này đạt khoảng 27km và có thể lên tới 35km nếu sử dụng đạn tăng tầm. Điểm đặc biệt nhất của khẩu pháo này đó là nòng pháo có khả năng xoay 360 độ và góc hạ nòng từ âm 3 độ cho tới 70 độ. Xe có sức chứa tối đa 40 viên đạn pháo, kèm theo đó là khả năng di chuyển trên quãng đường 50km. Tốc độ tối đa xe có thể đạt lên tới 65km/h trên đường hỗn hợp.
sử dụng động cơ 590 mã lực, xe có thể cung cấp lực kéo 24 sức người mỗi tấn. Xe được trang bị hệ thống ngắm bắn điện tử cho phép bắn vào khoảng cách xa tới 27 km và viên đạn chỉ lệch mục tiêu tối đa 5m. Điểm yếu nhất của xe này đó là khi muốn lội nước thì sẽ phải sử dụng các thiết bị lội nước chuyên dụng. Pháo tự hành thành công nhất Trung Quốc là SH-3. Đã vậy, toàn bộ đồ copy các thông số từ tốc độ di chuyển, chiều dài tối đa bắn được kém hơn, cỡ đạn bé hơn, tính sát thương thấp hơn PTH-85VN-18 của Việt Nam, khiến cho Trung Quốc đứng ngồi không yên khi nghe Việt Nam tuyên bố đã sản xuất và thử nghiệm thành công loại pháo tự hành mới. Đây rõ ràng là một thành tựu mà Trung Quốc sẽ phải lo sợ khi Việt Nam đã đạt được kết quả tốt trong nghiên cứu và tự sản xuất vũ khí. Giờ đây, trong các cán cân về quân sự, Trung Quốc còn phải làm rất nhiều nếu muốn đưa những yêu sách phi lý mộng đế vương đối với Việt Nam nói riêng, lẫn thế giới nói chung. Quý vị và các bạn thân mến, mọi người nghĩ sao về loại pháo made in Việt Nam vô cùng lợi hại này? Chia sẻ cho chúng mình biết bằng cách bình luận ngay bên dưới video, hoặc nếu các bạn có những câu hỏi nào cần chúng mình giải đáp thì cũng đừng ngần ngại mà hãy để lại comment ngay nhé. Đồng thời cũng đừng quên like, share, subscribe kênh để ủng hộ tinh thần cho chúng mình nhé. Cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!